12 năm học tập ở trường, mình luôn luôn bị bắt nạt, bị ăn hiếp. Mọi người nói mình là kẻ bất tài, kẻ nhu nhược. Lần này, mình nhất định phải trở thành kẻ lưu manh. Mình phải trở thành đại ca trong lớp mới. Mình nhất định phải cứng rắn mới được. Công ty Sang Giang giới thiệu và phim Việt Nam phát hành bộ phim Tôi Muốn Trở Thành Trái Hồng Giòn do Đài Loan sản xuất. Giám đốc sản xuất Sa Khánh Dư, biên kịch Dạng Nguyên Nguyên, Trần Dục Quân, Diệp Gia Linh, đạo diễn Dương Quán Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Minh Huy, Dương Tâm Như, Trần Đức Nghiệp, Trần Ý Hàm, Lý Dịch, Cao Dĩ Tường và một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch và lồng tiếng Ảnh Dương, diễn viên lồng tiếng Nguyễn Dinh, Huy Hồ, Thành Nhân, Ý Nhi, Minh Thảo, Thùy Trang. Thi đấu? Các người muốn thi gì hả? Đừng có dùng bạo lực được không? Làm như vậy thật không công bằng với Nguyễn Thích Chỉ. Bạn ấy không phải là đối thủ của anh mà. Các bạn mới nói là đánh nhau có phải không? Chứ sao? Đánh thì đánh, sợ ai hả? Thế nào hả? Có dám không? Thích Chỉ, bạn đừng có kích động như vậy mà. Đúng đó. Hơn nữa tao đã hứa với Kiều Kỳ là không đánh nhau nữa. Nè, vậy chúng ta chơi môn đấu võ tự do. Đấu võ tự do là môn thể thao, không phải đánh nhau đâu. Có được không thưa cô Kiều Kỳ? Mày thấy sao siêu mảnh? Nếu như Thích Chỉ vẫn kiên quyết muốn đấu với tao thì tao cũng ok. Tôi sẽ không thua bạn đâu. Cứ thử đi. Gương ơi gương, trên thế gian này ai là người đẹp nhất? Không đúng, mình hỏi cô này chẳng phải mình là mụ hoàng hậu đó sao? Ai đó? Đỗ Nhật Niên. Vào đi. Thưa chủ tịch, hôm nay em hình như em có cuộc hẹn đặc biệt phải không? Anh thấy em có gì khác lạ không? Em trang điểm trông đậm hơn. Anh tìm em có chuyện gì? Anh có chút chuyện bên ngoài. Anh muốn xin chủ tịch cho anh nghỉ 4 giờ. Nghỉ phép? Có chuyện gì? Là chuyện riêng mà. Chuyện riêng? Anh ta muốn đi đâu? Sao không nói rõ cho mình biết? Không lẽ là lén lút hẹn hò với Tô Tổng Tài chứ? Vậy còn chuyện nhà bếp? Chuyện nhà bếp anh sắp xếp xong hết rồi. Nếu ở khách sạn có việc gì thì họ sẽ gọi điện thoại cho anh. Được rồi. Vậy ngoài việc anh nói là muốn xin nghỉ phép, anh có gì nói với em nữa không? Không có. Được rồi, anh đi đi. À, đúng rồi. Anh biết em đã đi Hàn Quốc để sửa sắc đẹp. Thực ra thì em đã rất đẹp rồi. Đừng có phí tiền về những chuyện đó. Thank you.
Kiều Kỳ, em học xong lớp khiêu vũ, anh sẽ tới đón em. Siêu Mạnh, em nói thật nha, anh đừng có gì đấu võ tự do với Thích Chỉ nữa được không? Kiều Kỳ, tụi anh chỉ là tranh giành công bằng thôi, cũng chỉ là cho Thích Chỉ một lý do để chịu thua. Anh và bạn ấy làm sao công bằng được? Từ nhỏ đến giờ bạn ấy chưa bao giờ đánh nhau, vậy làm sao gọi là công bằng? Từ đó muốn tranh tài với anh mà. Hơn nữa cũng cho nó một cơ hội để khẳng định bản thân. Em yên tâm, anh không mạnh tay với nó đâu. Kiều Kỳ, Thi Thi cô ấy mấy hôm nay ngày nào cũng tới nhà anh dọn dẹp nấu cơm, anh đã từ chối cổ. Nhưng mà anh nghĩ cô ấy cần phải có thêm thời gian nữa thì mới có thể. Em nghĩ cô ấy vẫn còn yêu anh. Có thể anh cũng nên tranh thủ thời gian này suy nghĩ cho kỹ lại lựa chọn của mình. Siêu Mạnh à, anh phải hoàn thành hai điều kiện mà em đưa ra. Vì anh chưa hoàn thành nó nên bây giờ chúng ta vẫn là bạn. Kiều Kỳ, anh không cần phải chọn lựa thêm gì nữa. Anh đã sớm đưa ra quyết định rồi, phải vậy không? Anh đã nói anh nhất định sẽ hoàn thành hai điều kiện mà em đưa ra. Mày không chỉ phải làm tổn thương cô ấy mà mày phải độc ác hơn để cô ấy quên hẳn mày đi. Mày nghe cho rõ nè, kể từ hôm nay mày không ăn thức ăn do cô ấy nấu, cố ý làm dơ những chỗ cô ấy dọn dẹp, tóm lại làm một việc để cô ấy buồn. Như vậy mới giúp cô ấy sớm quên mày đi và sẽ sớm thấy vui trở lại. Siêu Mạnh, anh về rồi hả? Em mới nấu canh xong, nếu anh thấy đói bụng thì anh ăn cơm trước đi. Sau này em đừng tới nhà anh nữa, những thứ này anh tự làm được. Em về đi. Siêu Mạnh, vậy để em dọn canh lên cho anh xong là được rồi. Tùng Thi Thi, em nghe không hiểu sao? Anh không muốn ăn những món ăn cho em nấu và không muốn nhìn thấy em. Bởi vì anh đã không còn yêu em, cho nên dù em có làm gì cũng vô ích thôi. Em nghe cho rõ đi, anh không yêu em đâu. Sớm quên anh đi, nói vậy là tốt nhất. Anh xin lỗi. Anh nói em đi đi, em có nghe không? Được, em đi ngay bây giờ. Món canh đó em nấu đã 20 phút rồi, anh có thể uống, anh đừng giận nữa. Sau này em đừng tới đây nữa. Thi Thi nè, sao bạn lại ở đó? Chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau vào lúc 9 giờ mỗi tối mình sẽ đến đây gặp bạn sao? Đúng rồi, mình quên mất. Nè, sao rồi hả? Hôm nay Siêu Mạnh đối với bạn có khá hơn không? Đương nhiên là có. Nói cho bạn biết, anh ấy đã ăn hết rồi, hôm nay còn giữ tôi lại cùng ăn nữa. Phải không?
Bạn nói láo. Nếu đúng là như vậy, sao bạn còn mua đồ ăn về? Bạn nghe tôi kể hết. Tuyệt chiêu này của tôi là thả mồi bắt bóng. Tôi sẽ chinh phục ảnh qua đường dạ dày, hiểu không? Phải không đó? Nè, coi ra bạn lợi hại lắm đó nha. À, đúng rồi. Ngày mai bạn có tới lớp khiêu vũ không? Sau này bạn tự đi học một mình đi. Hả? Sao kỳ vậy? Lúc đầu là đi học hai người mà, sao bây giờ bỏ tôi một mình? Bạn còn đang học mẫu giáo hả? Làm việc gì cũng phải có người đi theo. Tôi cũng biết khiêu vũ sơ sơ rồi. Người cần học phải là bạn mới đúng. Nhưng mà mình muốn khiêu vũ cùng với bạn. Nè, chẳng phải lúc đầu bạn biểu mình đi ghi danh sao? Sao bây giờ bạn lại... Trở mặt hả? Dịu dàng lại đi, dịu dàng. Đúng rồi, tôi nghe Bánh Mặt Trời nói bạn đã chủ động yêu cầu cùng đấu võ tự do hả? Ê, tôi cho bạn biết, lúc đó tôi không muốn đánh võ tự do mà muốn đánh một trời một luôn đó. Trời, bạn thật là man đó. Đương nhiên rồi. Nhưng hình như bạn chưa biết siêu mãnh lợi hại như thế nào. Ảnh lúc trước một mình mà đánh lại mười mấy thằng, mà còn đánh thắng tụi nó nữa. Đánh tụi nó đến nỗi không nhận ra hình dạng. Hôm đó mình còn tự hỏi không biết thế giới người chết là như thế nào nữa. Mình không ngờ bạn lại biết sớm hơn mình nữa. Hả? Như vậy thì phí sức lắm. Ê, bạn thật sự nghĩ là cuộc đấu võ giữa mình và siêu mảnh sẽ có kết quả thảm lắm hả? Nếu như không ai chết, nhưng mình nghĩ ngày lên thiên đường cũng không xa lắm. Hả? Có đúng là không có hy vọng chiến thắng không? Đúng là không có đâu. Nhưng mà nếu như được mình huấn luyện, nói không chừng có một tia hy vọng thay đổi tình thế. Có thật không đó? Nè, bạn đừng có quên, trước đây siêu mảnh bị mình đánh hoài đó. Ê, nhưng mà đánh chơi thôi, vì người bị đánh là bạn, nên cậu ta đâu có dám mạnh tay. Nè, phải tự tin vào mình đi chứ, được không? Nè, không được, phải chuẩn bị thật khí thế. Bạn phải nói theo mình, tôi sẽ đánh thắng Dương siêu mảnh. Tôi sẽ đánh thắng Dương siêu mảnh. Nói lớn hơn nữa đi. Tôi sẽ đánh thắng Dương siêu mảnh. Lớn hơn nữa. Tôi sẽ đánh thắng Dương siêu mảnh. Lớn hơn nữa. Tôi sẽ đánh thắng Dương siêu mảnh. Tôi sẽ đánh thắng Dương siêu mảnh. Yeah. Yeah. Xuất phát. Tôi phải đánh thắng Dương siêu mạnh. Nói lớn hơn đi. Tôi phải thắng Dương siêu mạnh. Nói lớn lên. Tôi phải thắng Dương siêu mạnh. Lớn hơn nữa. Tôi phải đánh thắng Dương siêu mạnh. Nói lớn lên nữa. Tôi phải đánh thắng Dương siêu mạnh. Cố lên. Tôi phải đánh Dương siêu mạnh. Nhanh lên. Hả? Một, hai. Mình sắp thả tay đó. Thế chị? Nguyễn Thế Chị, bạn sao vậy? Cứ như vậy thì làm sao mà thắng được siêu mảnh? Chủ tịch, dì đã đọc báo hôm nay chưa? Chưa đọc, có gì không? Mấy tờ báo lá cải hôm nay đăng hình chụp Đỗ Nhật Ni và Tô Tổng Tài. Hai người họ rất thân mật cùng đi vào khách sạn. 3 giờ sau mới bước ra ngoài. Dì thật không ngờ. Không ngờ ông ta còn khỏe như vậy. Đúng là thật không ngờ mà.
Đỗ Nhật Niên, Đỗ Nhật Niên, Đỗ Nhật Niên, bếp trưởng của mấy anh đâu? Dạ thưa chủ tịch, ông ấy vừa mới nghe điện thoại là đi liền. Từ thời em còn sinh viên thì em đã rất thích đến chỗ này. Trong cuộc sống mỗi khi có khó khăn, mệt mỏi, chỉ cần em đến đây rồi thì mọi thứ trong lòng đều trở nên nhẹ nhàng. Nhật Niên, em thật tình xin lỗi anh. Em không ngờ mấy tên phóng viên đó lại viết về chúng ta như vậy. Tôi tổng tài, em đừng quan tâm nhiều tới chuyện đó. Bởi vì những tờ báo đưa tin như vậy, người bị tổn thương là em. Bởi vì em là phụ nữ, lại là doanh nhân nổi tiếng. Anh nghĩ hay là như vậy, em cứ nói thật mọi chuyện. Với lại chúng ta chỉ đã uống cà phê nói chuyện, chứ chúng ta đâu có thuê phòng gì đâu. Nhật Niên à, em rất cảm ơn anh đã quan tâm đến em nhiều như vậy. Nhưng mà anh phải biết, chúng ta có nói như vậy, liệu những tên phóng viên đó có tin không? Anh không quan tâm là người ta có tin hay không, nhưng mà chúng ta không làm gì xấu hết, cho nên chúng ta cứ nói sự thật. Nhưng mà con người bây giờ họ cũng nhiều trò lắm. Họ thà tin những tin giật gân chứ không thích tin vào sự thật. Những trường hợp này nhiều lắm, anh xem. Có nhiều người nói cái gì đến khách sạn để mượn nhà vệ sinh, hay là đến thuê phòng để ăn hải sản nói chuyện phiếm. Nếu không thì là cái gì, cái nói hay hơn thì nói vì cử tri mà phục vụ. Sau cùng dù đó có phải là sự thật hay không cũng không ai tin, có đúng không? Nhưng mà em có một cách này. Nhưng mà nếu làm cách này cần phải có anh phối hợp. Tôi tổng tài à, có việc gì anh có thể giúp được thì em cứ nói. Hay là như vậy cũng tốt. Chúng ta có thể nói với tụi phóng viên, chúng ta sắp tới sẽ kết hôn. Như vậy anh thấy không được đâu. Cứ sau này mọi người đều biết đây không phải là sự thật, sẽ khiến cho em càng bị tổn thương hơn. Chuyện này cũng đơn giản mà. Thì chúng ta làm thành sự thật luôn đi. Chú Tịch à, tìm tôi hả? Tờ báo hôm nay đã viết anh và tôi tổng tài cùng đi vào khách sạn suốt 3 tiếng. Chuyện này là thế nào? Sự thật là Tô tổng tài đúng là khiến nhiều người mê mẩn. Không những bề ngoài xinh đẹp, thân hình rất là chuẩn, cái gì cần có đều có, rất là hoàn hảo. Và quan trọng nhất là không đi sửa sắc đẹp. Anh nói những lời này là có ý gì? Có phải anh muốn châm chọc việc em đã đi Hàn Quốc không? Không, em đừng có hiểu lầm. Anh không có ý nghĩa đó đâu. Tốt nhất là không nên có. Vậy em hỏi anh, những gì trên báo viết là sự thật hả? Nếu mà đúng như vậy thì em sẽ làm gì? Anh hỏi em sẽ làm gì à? Em không biết. Em đã không thể quản anh để anh đi với con hồ ly tinh đó làm những việc mất mặt. Em chỉ tức giận giùm cho người vợ đã mất của anh. Lúc nào anh cũng nói là luôn yêu vợ của mình, vậy mà người khác gọi một tiếng là anh đi ngay. May mà năm đó anh không lấy em, nếu không thì bây giờ người đau khổ chính là em đây nè. Em đừng kích động như vậy mà. Em không có. Em chỉ là đang nói chuyện thôi. Em bớt nóng lại đi. Em rất bình tĩnh. Em chưa bao giờ bình tĩnh hơn lúc này. Anh còn cười à? Anh sẽ giải thích với Kiều Kỳ như thế nào đây? Thì anh cứ nói sự thật thôi. Hơn nữa Kiều Kỳ rất tâm lý, anh tin là nó sẽ hiểu chuyện. Hiểu chuyện? Nó sẽ hiểu thế nào? Con bé vẫn chưa được 20 tuổi, nó làm sao mà hiểu được những chuyện này? Người cha mà nó yêu thương đi với con hồ ly tinh phản bội người mẹ đã mất, còn trách nhiệm của một người cha nữa, quan trọng lắm anh biết không? Dù là lời nói hay hành động đều rất quan trọng. Khi anh vui vẻ bên người ta thì anh có nghĩ tới những điều này không? Anh có nghĩ tới chứ? Nghĩ tới mà anh vẫn làm hả? Đúng là hết thuốc chữa mà. Tiểu Lợi à, anh và cô ta đi tới khách sạn. Thực sự khách sạn đó là cô ta mới mua, tên là Dân Diễm. Mình nói cái gì? Anh gọi cô ta là Dân Diễm? Người ta viết báo là hay tung tin nhảm nhí, nhưng bây giờ em biết báo viết đúng mà. Anh mới nói là cô ta mới mua khách sạn à? Đúng rồi.
cho nên cô ta gọi điện nhờ anh cùng đi đến chỗ đó uống cà phê nói chuyện thôi. Cô ta còn muốn mời anh qua đó làm tổng giám đốc khách sạn nữa đó. Cô ta muốn mời anh qua? Đúng rồi, cho nên anh và cô ta mới nói chuyện lâu như vậy ở quán cà phê. Vậy thì những gì viết trên báo nói là hai người thuê phòng khách sạn là sai à? Em có mong đúng như vậy không? Đương nhiên là viết bậy rồi. Vậy em có đồng ý không? Anh từ chối rồi. Sao lại từ chối? Vừa có thể làm giám đốc, vừa lại được cùng với người đẹp tổng tài ngày ngày ở bên nhau, sao anh từ chối những điều kiện tốt như vậy? Anh có lý do chứ. Lý do gì hả? Anh luôn nhớ bốn chữ uống nước nhớ nguồn. Ít nhất thì anh cũng biết viết nó. Em từng giúp anh nhiều việc, anh làm sao có thể nói đi là đi được? Trong nhà bếp còn nhiều việc đang chờ anh. Anh đi làm nhé. Thì Thì nói bạn ấy để chìa khóa bên trái kệ để giày dép. Ê, đúng là có. Thì Thì, Thì Thì à? Ủa, không có ở nhà. Lạ thiệt, mấy giờ rồi? Chẳng lẽ ở chỗ của Sư Mảnh chưa về? Ê, bà làm sao vậy? Sao bạn bị ngã ở đây? Lưng đau quá. Lại đau lưng nữa hả? Nè, mình đi bệnh viện, mình cõng bạn. Mình không đi bệnh viện. Nhưng mà lưng đau không cử động được. Đi đi, mặc kệ, đi mau lên. Không lên. Mà đừng có đụng đau lắm. Bà bị đau như vậy còn không chịu đi bệnh viện. Thật ra bà muốn gì đây? Bà muốn như vậy suốt đời sao? Được rồi, đừng có la mình nữa. Bạn giúp mình đi mua thuốc giảm đau được không? Được rồi, mình đi mua liền. Đợi chút nghe. Ê, bạn uống nhiều thuốc giảm đau như vậy không tốt cho thận đâu. Cơ thể mình không giống như mọi người, mình quen uống 4 viên một lần rồi. Thế mình thấy bạn nên đi bác sĩ, như vậy sẽ tốt hơn. Bệnh của mình chỉ có mình là rõ nhất, nghỉ ngơi một xíu sẽ không sao. Phải không? Mình thì thấy lưng của bạn hình như càng ngày càng nặng đó. Nè, đừng có trù ẻo nữa được không? Cái gì mà trù ẻo? Mình chỉ lo cho bạn thôi. Lo cho mình? Mình mới lo cho bạn đó. Không có mình cùng đi học khiêu vũ là bạn khiêu vũ ngày càng tệ hơn. Nói bậy. Cô giáo nói dạo này mình tiến bộ rất nhiều. Mình nghĩ chắc là phải thay đổi bằng nhảy mới được. Nè, bạn ghét mình làm liên lụy hả? Nói giỡn thôi mà. Mình cũng thường luyện tập cùng mọi người, cho nên mới được như vậy đó. Nói thiệt nha, khiêu vũ với bạn còn thấy quen, chứ nhảy với người khác á, mình cứ sợ đạp chân người ta thiệt là ngại ghê. Giờ mới thấy mình quan trọng lắm chứ gì. Tất nhiên là mình biết bạn quan trọng rồi, cho nên bạn làm ơn mau mau hết đau lưng, giúp mình luyện khiêu vũ để đeo đuổi Kỳ Kỳ đi. Xem ra thì bạn chỉ lo cho lớp khiêu vũ, còn cuộc thi đấu võ tự do chắc tự tin lắm rồi. Vậy là bạn không biết rồi, ngày nào mình cũng tập luyện. Bây giờ nhìn coi nè. Được rồi, bây giờ biểu diễn xem thử. Chuẩn bị hết đất. 1 2 1 2 1 2. Thế lực của bạn đã khá lên nhiều rồi, nhưng mà thi đấu võ tự do cần có kỹ xảo. Mình giúp bạn tìm được thầy để luyện rồi, sáng mai mình dẫn đi gặp. Ok. Ê, mình mới học được chiêu mới nè, bà coi nghe. Bà thấy lợi hại không? Kỹ thuật đấu võ là nằm ở chỗ tấn công và phòng thủ. Trước hết là về kỹ thuật tấn công, phải kết hợp nhuần nhuyễn tay chân. Khi tạo được khoảng cách, phải tận dụng tối đa sức mạnh của chân và sự nhanh nhẹn. Khi đối phương đến gần bạn thì cần phát huy tốc độ và sức mạnh của tay. Khi đối phương bên hông mình thì phải dùng kỹ thuật ngã. Tiếp đến là kỹ thuật phòng thủ, phải lợi dụng cùi chỏ, cắn tay, nắm đấm, sử dụng linh hoạt để bảo vệ phần nguy hiểm là mặt và đầu. Và điều quan trọng nữa là tâm lý cá nhân ổn định. Anh Cang, cảm ơn anh. Chuyện nhỏ thôi. Anh chàng đó tuy tư thế chưa đúng,
nhưng mà rất là cố gắng. Cố lên. Bạn trai mới hả? Không phải đâu. Tốt nhất là không. Cố lên. Chị Duyên, cảm ơn. Không có gì. Chào mẹ. Thích chị, mẹ nhớ là con đang học lớp khiêu vũ mà. Tập luyện ở đó chưa đủ mệt sao? Sao sáng nào mẹ cũng thấy con tập thể dục hết vậy? Con muốn phải thật cường tráng, cho nên phải vận động, phải cố gắng thật nhiều, phải luyện tập thật nhiều hơn nữa. Thôi được rồi, muốn tập thì cứ tập đi. Kêu Nghi Thành xuống ăn sáng. Dạ. À, chào chị. Ừ. Dì à, chào, chào buổi sáng. Tối qua dì ngủ ngon không? Rất ngon, không sao hết. Con sợ dì có chuyện không vui nên quan tâm thôi. Không cần đâu. Con đang thở dài hả? Dạ con. Con muốn thở dài cho dì nghe. Con thở dài giùm dì thôi. Sao con lại thở dài giùm cho dì? Nhật Niên người ta sắp đi rồi, dì còn ngồi đó ăn sáng được hả? Trời, chẳng phải anh đã từ chối sao? Từ chối thì sao chứ? Con hỏi gì? Vì sao Tô Dân Diễm muốn mời Đỗ Nhật Niên về? Bởi vì anh ấy có tài. Đúng, chỉ có mình ổng có tài còn người khác thì không hả? Rốt cuộc con muốn nói cái gì? Con... Được, nếu con là Tô Dân Diễm thì con cũng mời Đỗ Nhật Niên về. Lần đầu tiên là sẽ làm tổng giám đốc. Còn sau đó thì hai người sáng sáng chiều chiều quấn quýt bên nhau. Rồi sau đó thì sẽ vào lễ đường rồi động phòng. Vậy được không? Không được. Làm vậy thấy được không? Thấy không được. Vậy thì đúng rồi. Vậy thì phải làm sao? Để con nghĩ cách coi. Ê, hay là con sẽ hẹn Đỗ Nhật Niên đến nhà mình. Dì ở trong phòng cởi quần áo ra, dì nhào tới. Với tư thế như vậy, cách này là nhanh chóng nhất. Cách này của con dì cũng đã có nghĩ qua. Mà sao phải hạ giá dữ vậy? Sao phải cởi hết quần áo đợi ổng? Hết cách rồi. Dì phải chắc chắn với Đỗ Nhật Niên. Lúc này mà dì còn nghĩ đến chuyện hạ giá hay không hạ giá sao? Đúng không? Hình như chỉ còn có cách đó. Cởi hết quần. Hay là tiện thể nhảy thêm một điều. Gì à? Hả? Quá rồi đó. Hai, cho bạn nè. Cảm ơn. Thích chị, ngày mai bạn đừng thi đấu có được không? Bạn nhất định sẽ bị thương. Khi mình quyết định thi đấu thì mình biết là mình sẽ bị thương, nhưng mình không vì vậy mà từ bỏ. Cuộc thi marathon lần trước, mình đã tự nói với chính mình, mình không thể giống như Nguyễn Thích Chỉ của ngày xưa. Mình phải cố gắng đạt được mình mong muốn đạt được. Cho dù phải qua quá trình khổ luyện, mình cũng không từ bỏ dễ dàng. Nhất định bạn sẽ không đánh lại siêu mạnh. Mình không thể bỏ cuộc. Mình không thể thua chính mình. Thích chị hả? Cứ coi như là bạn đánh thắng siêu mạnh thì mình cũng đâu nhất định làm bạn của bạn được. Có sao đâu. Mình muốn chứng minh bản thân mình thôi mà. Hay là chúng ta cá cược xem ai làm đội trưởng đi. Bà biết không, ở Nhật có một loại cây củ cải rất dũng cảm. Vì nó đã cố mọc trên con đường trải nhựa nên lại không thể sinh trưởng được. Cho nên mọi người gọi nó là một cây rất dũng cảm. Mình hy vọng mình cũng được với nó. Sao bạn lại biết câu chuyện này? Oh my god, sao mình nói hớ dữ vậy? Đúng là đồ ngốc mà. Chắc bạn ấy không phát hiện con sư tử là do mình gửi. Thật ra mình cũng có nghe kể rồi. Bạn biết không, có một người nào đó cứ gửi thư cho mình. Mỗi bức thư gửi tới, anh ta còn gói thêm một con sư tử nhỏ. Nội dung của thư không những là một vài câu chuyện, có cả chuyện cười, rất là đặc sắc. May quá, hình như bạn ấy vẫn chưa phát hiện ra. Thích chị, có một việc này
mình phải nói rõ cho bạn biết. Mình và siêu mảnh đã hẹn với nhau, nếu như anh ấy không đánh nhau nữa và kết quả thi xếp thứ 10, mình sẽ ở bên anh ấy. Mình biết chứ. Cảm ơn bạn đã luôn đối xử tốt với mình, nhưng mà mình vẫn không muốn thấy bạn bị thương. Bạn có thích cái người mà hay gửi thư cho bạn không? Mình cũng không biết. Mình chỉ thấy là mỗi lần nhận thư của anh ấy, mình cảm thấy rất ấm áp. Cảm thấy bên cạnh mình hình như có một thiên sứ luôn bảo vệ mình, động viên mình. Nói thật nha, mình còn muốn gặp mặt anh ấy nữa. Không ngờ những bức thư đó lại có ích tới như vậy. Thích chỉ, bạn phải hứa với mình, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn là bạn tốt nha. Ừ. Mình đi trước đi. Sao Kiều Kỳ nói những lời như vậy mình lại không thấy buồn? Bạn ấy đã nói chỉ cần siêu mảnh không đánh nhau nữa và kết quả thi xếp thứ 10 thì bạn ấy sẽ ở bên cạnh siêu mảnh. Theo như lẽ thường tình thì bây giờ mình phải khóc một trận mới đúng chứ. Không có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Mọi thứ đều không đúng hết. Người thích chị, thật ra mày muốn gì đây? Món ăn cho lễ cưới của con trai Lý bộ trưởng đã chuẩn bị chưa? Đã làm theo lời dặn của anh, làm từ trước một phần để anh thử rồi. Tôi thấy hơi mặn một chút, nước tương pha lạc hơn đi. Tôi nhớ cả nhà Lý bộ trưởng đều bị cao huyết áp, cho nên món ăn chính phải đêm lạc một chút. Nhưng mà nếu như món ăn đêm lạc thì sẽ ảnh hưởng tới cảm giác. Cảm giác cũng rất quan trọng, nhưng mà sức khỏe của khách lại càng quan trọng hơn. Nếu chúng ta nói rõ với ông ta về cách làm của chúng ta, tôi nghĩ ông ta sẽ thông cảm cho cái khó của chúng ta. Bếp trưởng à, còn 5 phút nữa cuộc họp của các chủ quản sẽ bắt đầu đó. Được rồi, ở đây tôi giao cho anh sắp xếp, được không? Được. Tổng giám đốc, phó tổng. Chú Lợi à, hôm nay tổng giám đốc chủ trì cuộc họp hả? Dạ đúng. Vậy sao chủ tịch chưa tới? Hôm nay chủ tịch không có đi làm. Vậy còn Nghi Thanh? Dạ hôm nay Nghi Thanh cũng không có đi làm. Sao hôm nay chủ tịch không đi làm vậy? Chuyện này tôi cũng không biết. Vậy là mọi người đã tới đông đủ, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Trước tiên chúng ta sẽ nghe bếp trưởng báo cáo về việc chuẩn bị cho lễ cưới tối nay của con trai ngài Lý bộ trưởng. À, được. Tối hôm nay tất cả món ăn dành cho lễ cưới của con trai Lý bộ trưởng đã chuẩn bị xong, và tôi cũng đã nếm thử rồi. Nghe điện thoại hết vậy. Nè chú Lợi à, cho tôi hỏi một chút, cô có số điện thoại nhà của chủ tịch không? Anh muốn tìm chủ tịch hả? Để tôi gọi giùm cho. À được, cảm ơn cô. Không có ai bắt máy, hình như là không có ở nhà. À, cảm ơn. Sao không ai nghe điện thoại vậy? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Thực ra chỉ cần cậu chú ý, chăm chỉ và chịu khó, cộng thêm phải biết sử dụng dao thỉa thật chuyên nghiệp, thì lúc đó cậu nghĩ tới cái gì sẽ có thể thỉa ra giống như vậy. Nè, các cậu làm cho tôi xem đi. À, bếp trưởng, tay của ông có sao? Có sao, tôi không sao đâu. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn cách làm cho các cậu,
Không những phải cẩn thận với cái dao tỉa mà mình đang cầm, mà phải cẩn thận với tay của mình nữa hả? Bếp trưởng, tôi đã liên lạc được với Nghi Thanh rồi. Cô ấy nói thế nào? Nghi Thanh cứ khóc suốt trong điện thoại. Cô ấy nói là chủ tịch bị tai nạn rồi. Cái gì? Chủ tịch hiện giờ đang ở đâu vậy? Đã về nhà rồi. Nhưng mà nghe Nghi Thanh nói hình như là nghiêm trọng lắm. Alo, là ai đó? Là tôi, Đỗ Nhật Niên. À, được, mở cửa liền. Đến rồi. Ông Đỗ ơi, cuối cùng ông cũng tới. Vừa từ bệnh viện về để tôi dẫn vào. Gì à? Nhật Niên, anh đến rồi hả? Tiểu Lợi à, em bị thương sao không gọi cho anh liền? Đã ổn chưa? Bác sĩ nói đã ổn, chỉ có gãy xương, nhưng mà phải ở nhà nghỉ ngơi nhiều. À, phải nghỉ ngơi nhiều đó. Sao em không chịu cẩn thận vậy? Thì anh biết em rồi đó. Trong lòng không có chuyện gì thì thôi, nhưng nếu như trong lòng có chuyện thì em cứ mãi suy nghĩ nên xảy ra tai nạn. Trời, đau lòng quá. Trong lòng không vui thì tìm người giải tỏa đi. Em có thể tìm Nghi Thanh hay là anh đi đó cũng được nè mà. Tìm ông thì hay hơn. Nhưng mà lúc này anh bận mà, em đâu có dám làm phiền anh chứ. Tiểu Lợi à, anh và em đã quen biết lâu rồi, sao em lại nghĩ vậy? Đúng rồi, suy nghĩ kỳ vậy. À, ngoài bị ở chân ra còn chỗ nào nữa không? À, bác sĩ nói chỉ có chân bị gãy cho nên phải bó bột. Trời ơi, em thì là không cẩn thận gì hết. Trời ơi, gì á, đúng là không cẩn thận gì hết á. Không cẩn thận gì hết trơn à. Ôi trời ơi, đau lắm ha. Trời ơi. Hả? Hả? Con không bận gì hết sao? Con bận, hơi bận chứ, hơi bận hơn. Con đi. Em sao vậy? Đau. Còn đau chỗ nào nữa không? Đau nhất toàn thân. Vậy hả? Tiểu Lợi à, anh nấu cho em tô mì hải sản mà em thích nè. Anh không nói chị Dương làm được rồi, anh cần gì phải vào bếp. Chị đâu có biết khẩu vị của em. Còn nóng, em ăn đi. Tối nay lễ cưới của con trai ngài Lý Bộ trưởng. Đúng. Cho nên anh phải tới khách sạn. Em ở nhà nghỉ ngơi, xong gì anh sẽ ghé thăm em có được không? Được. Em nghỉ ngơi đi. Ông Đỗ, ông đi hả? Đến nữa chứ. Cảm ơn nha, bye bye. Được, cảm ơn. Cảm ơn. Dì ơi, con thấy lần này thành công rồi. Con có thấy tô mì hải sản này không? Trời ơi, từ lúc dì ở trên núi quen biết ảnh tới giờ cũng lâu rồi. Vậy mà hôm nay anh đã nấu cho dì món mì hải sản dì thích ăn. Dì à, dì đúng là biết cách nghĩ ra lắm chiều ghê. Sao hả? Cái cô Tô Dân Diễm đã biết dở trò xài lợi dụng ta không biết sao? Không lẽ phải dùng cách cởi hết quần áo mới được sao? Không cần đâu. Nhưng mà con sợ Đỗ Nhật Niên mà biết chắc sẽ giận dì. Không đâu, ông tắt làm sao bằng dì chứ. Xem ra ông còn quan tâm dì lắm. Vừa rồi con thấy ông căng thẳng thế nào mà. Phải không? Nè. Con uống miếng nữa. Ngon dễ sợ luôn á. Cẩn thận một chút. Đi từ từ thôi. Coi chừng nghe. Thi à. Sức khỏe của bạn như vậy rồi, bạn còn tới nhà của siêu mảnh giúp cô ta làm việc nhà nữa sao? Nè, khó khăn lắm siêu mảnh mới thay đổi thái độ với mình, nên mình phải tranh thủ chứ, mình không thể bỏ cuộc. Được rồi, mình phải tới lớp khiêu vũ đây. Có chuyện gì gọi cho mình ngay nha. Được, bye bye. Bye bye. Hãy subscribe cho
Gửi mình có gì không? À không, cuối cùng thì cũng hết giờ rồi nên mình gọi điện cho bạn bè thôi. Có gì không? À cũng không có gì. Mình nói cho bạn nghe, hôm nay lúc học khiêu vũ mình cứ dẫm chân người khác hoài à, xấu hổ muốn chết đi được. Mình mới nói bạn tìm người nào giống mình, thì một người bạn nhảy ăn ý không phải dễ tìm đâu. Đúng đó, bạn không có đi học, mình đi một mình chán dữ lắm. Được rồi, không nói chuyện với bạn nữa, nước tràn ra ngoài, gọi lại sao? Bé ê, nè. Mình chỉ muốn nói với bạn, bạn không đi, mình đi một mình cảm thấy buồn lắm. Cảm ơn nha sư Mảnh. Sao vậy? Sao không về nhà vậy? Ta không muốn về. Không, không muốn về nhà hả? Ờ, chuyện ta nói với mày lần trước mày xử lý thế nào rồi? Mày nói đi, rốt cuộc mày nói với Thi sao rồi? Tao đã bảo cô ta đừng có tới nhà tao nữa, nhưng mà cô ấy vẫn cứ đến. Có nghĩa là lời mày nói vẫn chưa đủ đâu. Là anh em tao mới khuyên mày, bây giờ mày độc ác với Thi là mày tốt với cổ rồi. Tới một ngày nào đó khi cô ấy có bạn trai mới thì cô ấy sẽ hiểu lòng tốt của mày, sẽ quay lại cảm ơn mày. Tóm lại là phải nói nặng hơn nữa. Tao lên lớp nha, trễ giờ rồi, tao đi nha. Mày nhớ, nhớ phải nói đó. Anh đói rồi. Em mới nấu cơm xong. Cô đi liền cho tôi, sau đây đừng tới nữa. À, hôm nay thời tiết hơi lành lạnh, để em rót cho anh ly trà. Tôi nói cô đi liền cho tôi, cô không nghe sao? Tôi bảo cô cút, cút ngay đi. Anh không muốn uống trà cũng không sao. Vậy anh ăn cơm trước đi. Hôm nay em nấu món chân giò mà anh thích ăn nhất. Đó là tôi thích ăn cái món quỷ quái đó. Hả? Là ai? Cô làm như cô thông minh lắm vậy. Tôi nói cho cô biết, tôi chịu đủ rồi, cô đi ngay. Tôi nói cho cô biết, cô làm nhiều như vậy cũng vô ích. Bởi vì những điều quan trọng không phải là chuyện tôi yêu người khác, mà quan trọng là tôi ghét cô. Tôi rất căm ghét cô. Tôi ghét cô vì cô từng làm nhiều việc. Tôi ghét tất cả những gì mà cô làm, cô có biết không? Những gì anh không thích thì em sẽ sửa mà. Tôi không cần cô phải sửa gì hết.
Tôi muốn cô biến mất. Biến mất đó, cô có hiểu không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.